Chào mừng mọi người cùng quay trở lại với kênh Bất Động Sản Tiềm Năng. Hôm nay ngày hôm nay thì Phước Sửu sẽ giới thiệu cho quý anh chị một lô đất rất là đẹp trong khu dân cư Him Lam với diện tích là ngang 10, dài 20. Mọi người nhìn quy cách xây dựng của căn nhà này nha. Một hầm, một trệt, hai lầu và một áp mái. Với cái khu dân cư này thì lộ giới của con đường là 12m, thì lòng đường là 6m. Như mọi người nhìn thấy ở đây thì xe hơi tránh nhau thoải mái, và vỉa hè mỗi bên 3m. Thì hôm nay mọi người cùng với Phước Sửu đi tìm hiểu thêm về khu dân cư Him Lam. Thì đối với khu dân cư Him Lam này, vị trí rất gần nha, chỉ cần một bước chân thì mình có thể là di chuyển đến siêu thị Lotte Max. Và như mọi người đang nhìn thấy là khu dân cư này, kế bên của lô đất thì có một cái hồ sinh thái rất là lớn và rất là nhiều cây xanh. Và điều đặc biệt của khu dân cư này là gần như là cửa ngõ đầu tiên của quận 7 luôn. Di chuyển từ cầu Kênh Tẻ đi xuống thì gặp khu dân cư Him Lam Kênh Tẻ này là đầu tiên. Thì với khu dân cư Him Lam Kênh Tẻ này thì có rất là nhiều loại diện tích đang bán. Thứ nhất là 5 x 20 nè, 10 x 20, 7,5 x 20 và những cái căn biệt thự dinh thự lớn hơn nữa. Thì hôm nay thì Phước Sửu sẽ giới thiệu lại cho cả nhà vị trí của lô đất 10 x 20 của khu dân cư Him Lam này nhé. Với cái lô đất này thì hiện tại là gia chủ đang cần tiền nên là muốn bán ra. Thì quý anh chị cần thêm thông tin hoặc là thêm nhiều cái sản phẩm mà đang chào bán tại khu dân cư Him Lam thì alo ngay cho Phước Sửu với thông tin ở phía bên dưới, và Phước Sửu sẽ cung cấp cho quý anh chị nhiều thông tin hơn nữa về khu dân cư Him Lam này nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.